Đây là bánh bò nè. Bốn màu luôn. Cái này còn bánh bò mà loài lớn là gì gái ha? Dạ. Bánh này chắc mới làm trong nhà luôn á gì gái hả? Dạ, mới đồ luôn, bánh nóng hổi luôn. Dạ. Đây là nhân chuối với nhân đầu hả chị? Chuối, nhân mỡ, nhân ngọt, ba thứ. Dạ. Dạ, dì gái có bán bánh tét nữa mọi người. Bánh tét, bánh ít, đầy đủ hết. Bán mạnh lắm đó, bán ngày trên 100 đòn. Dạ. Bán ngày 100. Ngày trăm mấy, 200 đòn bánh tét đó bán rất là nhiều. Bán rất là chạy luôn.
chồng hóa đơn. Gái bánh bông lan nè kìa. Cái quầy bán này bán được ghê luôn á, đông khách ghê luôn á. Trời sáng bán nhanh ghê luôn á, mới có 6 giờ thôi cả nhà, 5 giờ là dì gái ra bán đó, mà gọi khách mua ghê không, mua toàn mua số lượng lớn không.
À, đây là món xôi vị này cả nhà ở Cao Lãnh. Thì xôi vị ở đây thì nó có hai màu, màu lá dứa và màu lá cẩm, ở giữa thì có cái nhân đậu xanh. Xôi giò. Ồ nóng hổi luôn. Anh này anh bán cũng rất là nhiều thứ luôn đó mọi người ơi. Trong chợ Cao Lãnh. Chưa giờ này còn chưa dọn ra gì cho nhiều lắm. Dạ. Rồi lại quay. Cả đêm á, chị gái làm bánh này cả đêm rồi sáng ra là bán. Miếng vậy là 5 ngàn đó hả chị gái? 10 ngàn. Để cho con miếng đậu xanh này. Miếng to. Cái này bán sao? Bán cho khách đi rồi. Bò chỉ 60 ngàn. Người gái này bán bánh đông khách ghê luôn á. Ơi hết sớm dữ hả? Mới có 6:30 à. Mà bánh gì gái là hết rồi nè mọi người. Mau hết ghê luôn á. Hôm nay ngày lễ 30 tháng 4 á, cho nên khách về người ta mua đông á. Hết nhanh dữ. Như bánh bò nhỏ đó hồi sáng Thảo mới qua chút xíu đổ ra quá trời luôn, bây giờ nó đã vơi hết rồi. Đây là bánh khoai mì nướng. Cái gì gái có đồ xanh hả? Có. Đấy cắt từ từ. À dạ. Đó là đồ xanh nướng.
À dạ. Dạ. Chú này bán nước ngon á gì cả. Lên thành phố lẫn to chú đó bán á. Chị gái ở này giờ là 40 rồi ha, lấy 10.000 khoai mì cho đủ 50.000 luôn. Dạ lá dứa, dừa rồi cà phê rồi đó bà. Dạ. Rồi con cảm ơn dì gái nha, dì gái bán đắt. Dạ. Đây rau câu thì có rất là nhiều loại. Rồi ra nữa kìa. Hoài luôn tới trưa luôn á. Dạ. Bữa nay là bán là trên 70, 70 mẫu. 70 ồ rau câu này á. Dạ. Dì gái này bán nhiều ghê á. Hai ổ nhãn không ạ? Ở dưới nhãn hai ổ không? Nào lấy lại lấy giờ để rồi giờ để ngoài này cho được. Thường đi thì đem luôn chứ không để bỏ. Đợi xíu đi. Mấy giờ gì đấy? Mấy giờ?